chào cả nhà. Bữa nay mình sẽ làm dưa cải. Dưa cải giờ mình làm theo cái cách này á, mình nhanh ăn hơn cách hồi xưa. Giờ mình sẽ tét nó ra từng bẻ hết, mình rửa sạch sẽ. Mình mới học được cách muối dưa cải này. Mình làm ăn rất là mau. Sáng mình mua mấy cái cải này. Cái này là cải nhện dưa. Lãi ha, xong rồi mình sẽ cắt bỏ cái lá bớt nha. Mình cắt ra miếng dừa ăn luôn. Vậy chứ mình không lấy phần lá. Bớt lá. Giờ mình sẽ xả nước vô đây. Rồi mình ngâm á, rửa, bỏ muối vô ngâm rửa cho sạch. Sau khi mà mình rửa xong ha, vớt ra đi cho ráo nước. Ráo nước thì giờ mình đi nấu nước sôi mình trụng. Giờ mình bắt nước sôi lên đây. Mình bỏ vô miếng muối nha. Bỏ vô muỗng muối. Rồi mình bỏ cải cho mình trụng. Để mình tắt bếp đi rồi hả, bỏ cải vô để thôi nó chín rụt cải quá. Trụng xương. Trụng xong rồi giờ mình sẽ đổ ra. Đổ ra để cho ráo nước. Nãy nó tụng trong cái nồi mà tụng nồi sợ nó chín cải. Để người ta thao. Trụng cho nó qua đất. Giờ để cho ráo nước nè. Sau rồi xong rồi cái bắt đầu đi thắng giấm đường. Nhận cái kiểu này y chang như nhận dưa chua củ cải vậy. Về thắng giấm đường, đợi nó ráo nước rồi cái giấm đường nguội cái mình cho nó vô keo mình ngâm. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị thắng giấm đường ha. Mình để thắng giấm đường cho anh xã mình thắng đi. Này cho nhiêu nước giấm anh? Này cũng tới ba xì giấm ạ. Cả bà sẽ giấm giấm nhà mẹ mình nuôi luôn. Để cho đường vô. Đây. Muốn ăn chua thì chua nhiều, muốn ăn ngọt thì được nhiều chút. Mùi giấm ở đó bụng đó hả? Ồ, giấm nhà nó thơm đó. Dưới nó chua nhiều hơn giấm nuôi. Giấm mình ta bán thì nó rất chua hơn. Cho thêm chút xíu muối nữa. Ok. Bây giờ mình sẽ để cái cải vô keo làm cho nó dễ dẻ xuống.
Nãy giờ để quá lâu nó khô queo nước rồi. Nãy giờ em để lâu quá nó khô queo nước luôn rồi nè. Giờ để anh Thắng giấm đường nữa thì để vô. Rồi, được nửa keo. Để nè nó xuống cho nó dẻ. Ê. Sáng mua 4 cây mà có 10.000. Bây giờ nước giấm đường nguội rồi nè. Anh Thảo mình sẽ cho vào. Con người đâu vô gì người ta. Nghe mà được. Nè xuống nữa là vừa ha. Nè xuống cho nó thấm luôn. Ngon lành thành chanh. Ok, rất là đẹp luôn. Anh Thắng nước giấm sao hay quá. Vừa khách luôn. Rồi, để nắp lại thôi. Vừa đây nắp lại đây để đi ngày mai. Mới là ăn được. Ngày mai ngày mốt là ngon lành cành đào. Nhưng mà nó thắng là thì bắt đầu mình bỏ vô tủ lạnh ăn dẹp ví dụ vậy. Đây, bữa nay mình khui cái hũ gì cải mình ra đây. Thơm quá trời luôn, ngon lành. Để mình gấp thử cho cả nhà coi nè, nó vàng màu tự nhiên luôn, ngon lành. Để mình ăn thử một miếng nè. Đây, mời cả nhà ăn thử với mình miếng nha. Rất là ngon luôn, giòn rạo rạo luôn. Giờ mình sẽ gắp ra mình kho với thịt heo quay. Quá trời ngon luôn. Nó ngọt, nó ngon, nó giòn. Thơm. Mình muối vậy thì mình ăn thổi có rửa muối lại. Này mình muối chua ngọt luôn. Nấu giấm đường đỡ vô luôn. Ngon quá. Ừ, nấu y như kiệu luôn. Đó, bắt đầu là bắt lên kho rồi cả nhà. Kho heo quay với dưa cải. Anh có bỏ thêm miếng củ cải đỏ vô nữa. Giờ nêm nếm vô. Giờ cho thêm miếng nước tương vô. Heo quay thì bỏ nước tương mới thơm. Nước ngọt chưa? Ngọt hay ngon đường vô. Chứ màu dừa vô. Xí màu dừa vô. Xí hợi. Xong, ok. Cho sôi đảo điện lên. Thì giờ cho nước lọc vô luôn mình kho nha. Này không có nước dừa. Kho nước lọc thôi. Rồi giờ mình chấm riêu riêu mình đậy nắp lại.
Quá thơm luôn. Giờ mình cho thêm một chút tỏi cháy, tỏi phi nữa, thơm. Ok.